Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021. Và đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC điều chỉnh trái chiều. Khi chiều mua điều chỉnh tăng 150.000 đồng lượng, còn ở chiều bán giảm từ 50 cho đến 100.000 đồng lượng ở các thể loại theo xu hướng của giá vàng thế giới. Ngay tại phiên buổi trưa nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết mua vào ở mức 55.250.000 đồng lượng và bán ra 55.600.000 đồng lượng, tăng 150.000 đồng lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại Hà Nội, giao dịch vàng miếng SJC ở quanh mức 55.250.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán là 55.620.000 đồng lượng, cùng với mức điều chỉnh tương tự ở chiều mua điều chỉnh tăng 150.000 đồng lượng và chiều bán giữ nguyên. Tập đoàn vàng bạc đá quý Vinzy tại hai miền Bắc Nam ghi nhận giá vàng SJC ở chiều mua 55.250.000 đồng lượng và chiều bán 55.600.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng lượng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên liền trước đó. Ở chiều mua hiện đang quanh mức giá 52.400.000 đồng lượng và chiều bán là 53.000 đồng lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang ở quanh mức 1.780 đô la Mỹ một ounce, tăng 3,5 đô la Mỹ. Hiện nay, quy theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới đang có mức giá khoảng 50.170.000 đồng lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước khoảng 5.500.000 đồng lượng. Theo thống kê, doanh số bán nhà mới tại Mỹ đã đạt 1,021 triệu căn trong tháng 3, mức cao nhất kể từ năm 2006. Các chuyên gia nhận định, số liệu này đủ sức nặng để đẩy lợi suất trái phiếu của Mỹ lên cao hơn và gây sức ép giảm giá đối với vàng. Các quan chức của Fed đang theo dõi tỷ lệ lạm phát. Đây là dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 đã tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 2,6% so với một năm trước. Nhưng họ tin rằng sự gia tăng này chỉ là tạm thời. Fed nói rằng họ có các công cụ như là lãi suất để chống lại lạm phát nếu như lạm phát trở thành vấn đề. Sự biến động tiêu cực của đồng Bitcoin có thể đem lại lợi thế đối với vàng, vốn đã mất đi sức hút trong cuộc chiến tăng giá của đồng Bitcoin. Nếu như đồng Bitcoin tiếp tục giảm như những ngày vừa qua, tiền có thể sẽ chảy vào vàng. Bên cạnh đó, kế hoạch tăng thuế suất của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cùng lúc đã tác động tiêu cực đến chứng khoán, tiền điện tử và đồng đô la Mỹ, những tài sản có mối quan hệ ngược chiều với vàng. Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu ông Serpentiner của công ty dịch vụ tài chính ASI cho biết, tác động từ việc đề xuất tăng thuế đang thu hút các nhà đầu tư trái phiếu và lợi suất đã giảm. Diễn biến này đang tạo ra một chút khởi sắc đối với vàng. Câu hỏi lớn mà thị trường vàng phải đối mặt hiện nay là quyết định chính sách của Fed trong cuộc họp vào tuần này. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm sau thông tin Tổng thống Mỹ ông Joe Biden tuyên bố sẽ triển khai kế hoạch đánh thuế người giàu. Đồng đô la suy yếu cũng làm tăng sức hấp dẫn của vàng cho các nhà đầu tư nắm giữ bằng các đồng tiền khác. Theo một số nhà phân tích, dữ liệu kinh tế khả quan cũng có thể ảnh hưởng đến vàng trong thời gian tới khi các nhà đầu tư nhận thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ của Mỹ. Vàng vẫn được coi là một hàng rào chống lại lạm phát trong dài hạn. Về dự báo giá vàng, chuyên gia cao cấp về phân tích thị trường tại Oanda, ông Edward Moza cho rằng giá vàng chịu tác động xấu trong vài tháng qua do lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng, nhưng hiện giá kim loại quý đã tăng lên khá nhiều. Chuyên gia Moza cho biết thêm, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn có thể biến động và giới đầu tư sẽ được chứng kiến nhiều biện pháp thận trọng hơn trong quý tới. Còn ông Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho rằng, nếu như Fed phát ra thông điệp về việc tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ ôn hòa, thì có thể đẩy nhanh giá vàng lên trên ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ounce. Các bạn thân mến, ngay tại phiên buổi trưa nay, vàng thế giới hiện đang ở quanh mức 1.780,8 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 4 đô la Mỹ với tỷ lệ 0,22%.
Mức giao dịch thấp nhất trong buổi sáng hôm nay là 1.774 đô la Mỹ và cao nhất là 1.782 đô la Mỹ một ounce. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 90,703 điểm, trong phiên đã giảm 0,15%. Giá dầu thô thế giới hiện đang đứng tại ngưỡng 61,928 đô la Mỹ một thùng, trong phiên giảm 0,29%. Tiếp theo, mời các bạn đi cùng Minh Phát cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ trong nước tại phiên buổi trưa hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.250.000 đồng một lượng, bán ra 55.600.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.250.000 đồng một lượng, bán ra 55.620.000 đồng một lượng, cũng tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 350.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.550.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng lượng ở chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 300 cho đến 400.000 đồng lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng VG tại Hà Nội mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, cũng tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch cho chiều mua và chiều bán của vàng VG là 350.000 đồng lượng. Giá vàng SJC các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55.280.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, tăng 30.000 đồng lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại Mỹ Hồng, SJC mua vào 55.330.000 đồng lượng, bán ra 55.530.000 đồng lượng, tăng 30.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh tăng 10.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 55.350.000 đồng lượng, bán ra 55.550.000 đồng lượng, giảm 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 55.300.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, cũng giảm 100.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng SCB mua vào 55.300.000 đồng lượng, bán ra 55.500.000 đồng lượng, giảm 100.000 đồng lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở chiều mua là 150.000 đồng lượng và giữ nguyên chiều bán. Theo đó, ở chiều mua hiện đang có mức giá niêm yết từ 55.220.000 đồng lượng cho đến 55.270.000 đồng lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 55.600.000 đồng lượng cho đến 55.650.000 đồng lượng. Giá vàng mẫu số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn mẫu số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 52.400.000 đồng lượng, bán ra 53 triệu đồng lượng. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 52 triệu đồng một lượng, bán ra 52.700.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 51.178.000 đồng một lượng, bán ra 52.178.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 37.679.000 đồng một lượng, bán ra 39.679.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.877.000 đồng một lượng, bán ra 30.877.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20.128.000 đồng lượng, bán ra 22.128.000 đồng lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn đi cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.940 đồng, giảm 5 đồng, bán ra 23.150 đồng, giảm 5 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.650 đồng, bán ra 23.700 đồng. Đồng đô la Úc
mua vào 17.471 đồng, tăng 153 đồng, bán ra 18.200 đồng, tăng 159 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 18.047 đồng, tăng 62 đồng, bán ra 18.801 đồng, tăng 65 đồng. Đồng Yên Nhật mua vào 208 đồng, bán ra 218 đồng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Đồng Euro mua vào 27.070 đồng, tăng 197 đồng, bán ra 28.484 đồng, tăng 207 đồng. Đồng Franc Thụy Sĩ mua vào 24.630 đồng, tăng 110 đồng, bán ra 25.659 đồng, tăng 115 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.234 đồng, tăng 126 đồng, bán ra 32.539 đồng, tăng 131 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.481 đồng, giảm 1 đồng, bán ra 3.627 đồng, giảm 1 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.960 đồng, tăng 41 đồng, bán ra 17.669 đồng, tăng 43 đồng. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi chiều hôm nay trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều thật nhiều niềm vui. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.